Nó đã khỏi rồi, mình đá thì đương nhiên nó sẽ đau rồi đúng không? Bị nhẹ thôi, nhưng mà do là mình tập lại sớm quá, nó chưa lành hoàn toàn. Cho nên cái việc nó đau đi đau lại thì mình sẽ giải quyết cho nó, để cho nó liền tương đối thì nó sẽ không đau nữa. Đấy, bên cạnh đó thì mình cũng cần phải tập cho cơ nó khỏe lên. Em hơn 2 tháng thì em chạy cái cổ chân ấm. Hơn 2 tháng trước rồi, sưng vù lên chỗ này đúng không? Chật thế sau bao lâu sau thì mình đi lại được bình thường? Một tuần. Đến bây giờ thì em thấy thế nào? Đá em đau còn đi, còn hôm sau thì em lại bình thường. Tức là nếu mình đá bóng lại thì nó lại đau. Lại đau. Đó, mình chạy bao lâu thì nó đau? 30 phút. Sút mạnh thì là đau. Duỗi mu là nó đau. Hết ngày hôm sau lại. Hết ngày sau nó lại hết. Thì cái hôm đấy, từ cái hôm mà bị chấn thương thì mình làm cái gì cho nó? Chỉ chườm đá trong mình cứ nghỉ 1-2 ngày đấy, sau đó mình lại đá tiếp thì nó lại đau. Thế thì đau là đúng rồi, vì nó đã khỏi rồi, mình đá thì đương nhiên nó sẽ đau rồi đúng không? Nhưng vấn đề là cái này là bây giờ mình tìm ra là nó là cái gì đã đúng không? Không đau không sao này, đau không? Bây giờ chỉ đau ở khu này thôi đúng không? Không đau. Thì nó đá rồi, duỗi mù nó đau rồi. Lúc chạy thì đá xong là về là nó hay bị tức ở chỗ này. Tất cả chỗ này nữa. Tức cái chỗ gân này. Còn chỗ này có đau không? Có. Chỗ này có đau không? Nó vẫn hơi sưng chỗ này. Chỗ này là đau không? Bỏ màu đúng rồi. Chỗ này đau đúng không? Đau. Bên này đau. Đau. Bên này không sao đúng không? Đau. Đúng. Đây à? Đau. Khi mà mình tập xong nó cũng đau ở khu này. Đây cái vị trí này này, cái dây chằng xây mắc trước này này, khi mình lật cổ chân ấy, nó có bị tổn thương tương đương với khoảng độ 1 thôi. Nhưng tại sao nó đau lâu như vậy? Kể cả cái gân này cũng thế, nó cũng là cái gân giữa chung của ngón chân này này, nó có bị độ 1 thôi, nó cũng tổn thương không quá nhiều. Đấy, tuy nhiên thì có thể là ngay từ ban đầu mình đã điều trị nó chưa đủ á, dẫn đến cái việc là nó mặc dù nó cũng đã lành rồi, nó cũng chắc lại rồi, thế nhưng mà nó có những cái sơ hóa ở cái vùng này, dẫn đến cái việc là mà làm mình đau. Đối với cái dây chằng này, cho dù là nó có bị nhẹ nhất đi chăng nữa, độ 1, độ 2, một độ 2 chăng nữa thì nó cũng phải ngoài 3 tuần, thậm chí đến 6 tuần nó mới lành. Đó, nên đây là nếu mà cái này thì không đáng ngại lắm, mình chỉ xử trí đúng cho mình chườm đá các thứ, hay mình hạn chế tối đa việc đau cho nó thôi, nó cũng đã lành rồi. Nhưng mà cái khoảng thời gian nó hơi quá ngắn để dẫn đến việc mình đi đá lại. Cái gân đối chung của con nhân này cũng thế. Đó, nó chưa lành mình đã chơi lại rồi, dẫn đến việc nó bị đi bị lại đấy, dẫn đến nó sơ hóa, canxi hóa cái vùng này. Đấy, nó giống như chuyển sang cái giai đoạn mãn tính, nó làm đau rất là nhiều. Đây là dây chằng xương trước này. Đúng điểm bám ở cái đầu dưới của xương mát này. Cái gân đối chung của con chân cũng được tổn cả mình. Lật cái thì nó bị tổn thương cả cái gân này không? Cả gân nó tổn thương cả, nó rách nó ra. Kéo mạnh quá mà bị nhẹ thôi, nhưng mà do là mình tập lại sớm quá, nó chưa lành hoàn toàn, cho nên cái việc nó đau đi đau lại thì cái hướng điều trị của em là cái hướng điều trị của mình thì điều đầu tiên là mình vật lý trị liệu, như điện xung hoặc ngoại siêu âm, vi sóng, laser, massage, sung quay ấy, cả cái thứ thì nó sẽ tương đối liền với tất cả những gân và dây chằng này, thì đa phần là với phương pháp vật lý trị liệu là nó có thể lành được. Đấy, nó lành được một phần của nó thôi, chứ còn nó không thể nó liền được lại như ngày xưa, vì nó cái gì nó đứt rách là đứt rách rồi. Chỉ có điều là vì là để mình để lâu quá rồi, là mình tập luyện cứ liên tục đi lại, nó tổn thương liên tục như vậy thì nó dẫn đến việc là sơ hóa, canxi hóa thì nó làm đau mình lâu thôi. Thì mình sẽ giải quyết cho nó để cho nó liền tương đối thì nó sẽ không đau nữa. Đấy, bên cạnh đó thì mình cũng cần phải tập cho cơ nó khỏe lên. Đôi khi mình vật lý trị liệu rồi mình cần tiêm cả huyết tương tổn cầu một thứ vào đây, cái thứ nó ổn được. Còn mình phải nghỉ toàn hoàn toàn bóng đá đâu? Không, mình không nên nghỉ hoàn toàn bóng đá. Mình mà nghỉ hoàn toàn thì tất cả những cảm xúc chân nó sẽ yếu đi, đâu lại vào đấy nó lại đau lại. Cho nên là mình vẫn cứ tiếp tục tập. Nhưng về vấn đề bóng đá thì từ đầu mình phải từ từ lại đã. Mình tập cho tất cả những gân cơ này nó khỏe lên, thì bằng tập cái bài gì, tập dây chun, dây thiết các thứ cho gân cơ nó khỏe lên. Thế và tập giữ thăng bằng tất cả những nhóm gân cơ này nó khỏe. Thế sau đó thì mình vào bóng từ ban đầu là bóng trên cao, sau đó cái số xuống thấp, rồi bắt đầu tại những chạy tiến, chạy lùi, chạy số 8, rồi chạy zig zag, rồi là
phải bật nhảy tất cả thứ, phải tập lên từ 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 từ, từ nó mới giải quyết được. Sau đó mới tập vào bóng và những thứ thì như thế nó an toàn nhất được. Chứ còn không phải là bây giờ cứ đỡ đau phát ra vùng phát bóng vào luôn thì đâu mà đấy đau này. Xoay xoay đúng rồi, 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 đú